chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em tiếp cục cắt set của Denon, mặt phay nhôm rất là đẹp, thuộc dòng cao cấp anh em nhé. Đấy, mặt của nó mặt phay nhôm. Con này thì tiếng trong vắt như kiểu nghe CD luôn nhé. Anh em có thể là ghi băng thực tế luôn. Mấy cái bài hát vừa rồi lúc nãy là em ghi vào băng luôn đấy, em ghi bằng cái đầu này luôn, em ghi vào xong em nghe luôn. Đây nhá, em test cho anh em vừa rồi đấy là chạy đi nhá. Bây giờ đây nhá, đây là cái nút chạy đi chạy lại này, còn đây nút play này. Đây nhá, chạy đi này, chạy lại này. Đấy, tiếng rất hay. Đây tua đi này. Đấy, rồi stop. Tua lại này. Đấy. Và đây có 3 chế độ nghe nhá. Chế độ độ Dubai, 3 chế độ nghe đây. Đấy, đây nút rec này. Còn đây là cái chế độ lặp lại băng này, anh em có thể chạy lặp lại, cứ nghĩa là hết băng nó lại cứ quay tròn. Hết băng thì nó tự đảo là tự chạy. Cứ chạy hết cái băng, chạy đi chạy lại liên tục nhá. Còn đây là chạy một chiều này, còn đây là chạy song song này. Đấy. Đấy, chế độ chạy một chiều này ấy, có nghĩa là nó chạy hết cái lượt băng đầu tiên này, xong nó quay ngược lại là dừng lại, là chạy hai lượt băng nhá. Đấy, còn cái chế độ chạy song song này là chỉ chạy đúng một lượt đợt đi thôi, hết thì anh em lại phải bật lại cho nó chạy lại ở cái lượt này nhá. Cái này có cái hay cái nó của nó là có nghĩa là khi anh em tua bài nhá, anh em tua hết cái bài này thì nó bắt đầu sang cái bài tiếp ở trên cái băng ấy là nó tự dừng cho anh em. Rất thích hợp cho anh em để nghe mấy cái bài như kiểu là chúng ta tua bài như kiểu là nghe tiếng Anh ấy thì nó dễ. Đấy. Đây, cửa băng rất là chất. Cơ két là ngon. Mạch rất là mới đẹp nhá. Đây phía sau đây. Đây em chạy thử cho anh em này. Đây, bấm play ở đây này. Play này. Đây nhá, đây là bên, đây là nút out, out ra bên trái, đây out ra bên phải, em thử từng đường cho nhé. Còn đây là đường in nhá, đường in để anh em cắm các thiết bị ngoại vi vào nhá. Anh em cắm điện thoại này, máy tính vào này, hoặc là tivi, các cái thiết bị phát vào đây để anh em ghi cho băng cassette. Đấy, khi anh em cắm được tín hiệu vào đấy, anh em chỉ cần bấm nút rec này nhẹ thôi. Đấy. Đây nhá, để em dừng lại nhá. Khi anh em cắm tín hiệu vào đấy, anh em chỉ cần bấm nút rec này thôi này, cái nút rec này đỏ là hiện lên này. Đấy, là tín hiệu đang vào, đang xuất ra bên ngoài luôn, xuất thẳng ra bên ngoài luôn. Thì anh em bấm nút play này là bắt đầu để ghi vừa chạy luôn. Đấy, con này nó có hai cái chỉ vàng đấy, nhìn rất là sang này. Đấy, mặt thì phay nhôm. Đấy, bình thường cục này là 800 đến 1 triệu nhá. Tiếng rất hay, nhưng hôm nay em thanh lý cho anh em chỉ 500 nghìn thôi. Vừa bán vừa cho 500 nghìn. Anh em mua hàng thì lấy em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi. Anh em kết bạn để chúng ta trao đổi thông tin của đấy cho nó tiện. Dây giác của nó đầy đủ các anh em nhé. Đây, như cái dây nguồn này của nó zin hết và dài khoảng 2 mét. Dây nguồn zin nhé. Nói chung là zin đét 100% luôn. Rồi, chào anh em.